Gọi con nào thì được đúng không? Đấy. Thế nhưng mà lại không cộng hen lắm các bạn ạ. Có mỗi chú chim cu đơn thôi. Đấy. Nhưng mà như này thì mình giữ được con gamma, à con delta để mình đi ghép nhiều đúng không? Nghe nó cũng vẫn hợp lý đấy. Nghe nó lại hợp lý đấy. Kiểu rồi đi tách này, tách Calotric nhá. Search Zephyrus đúng chưa? Search chú chim Zephyrus đúng chưa? Ok, bây giờ mình có một đẩy này. Bây giờ mình normal ra đúng chưa? Đấy, chưa normal. Đấy, game dễ chưa? Được, ơ mình chưa normal à? Chưa. Xong là Link hai này với nhau đúng chưa? Ra Lambda. Xong là nháy bên mình có hai nháy mà. Đẩy lên thôi. Game là dễ. Như này là có 3 exit chưa? Đủ 3 exit, các bạn nhìn xem đủ 3 exit chưa? Nhìn hồ mình đấy. Xem đủ 3 exit chưa? Cứ một lần đẩy là có hai con level 4. Thôi chết rồi, lại đánh sai rồi. Phải kéo trước chứ. Thôi mình lại cho đối thủ một cơ hội các bạn ạ. Lại còn kéo nhầm con cơ. Mày chém gió này, mày chết. Giờ như nào các bạn? Các bạn có ý tưởng gì không? Có, vẫn sửa sai được. Vẫn sửa sai được. Mình là người nghĩ ra deck này cơ mà. Vẫn sửa sai được. Được. Vẫn còn nhá, vẫn còn nhá. Tớ giả vờ thế thôi. Ừ, anh cố tình không kéo bớt mà, anh mà kéo bớt thì đủ thua lâu rồi đúng không? Nhưng mà anh phải cho đối thủ một cơ hội đúng không? Mình thắng nhiều rồi, bây giờ mình phải cho đối thủ cơ hội đúng không? Đối thủ thắng mình đối thủ vui đúng không? Mình nhiệm vụ cái thiên chức của mình là đối thủ vui mà đúng không? Nháy thì tự bắn này. Đấy. Chuẩn rồi, đánh chuẩn lắm. Nháy rồi. Kéo em lần này chuẩn là kéo em ăn bớt này. Đúng chưa? Đó. Xong Âu lên hàng này với nhau đúng chưa? Cứ ra Peridor chuẩn chưa? Đúng chưa? Rồi. Ừ anh biết rồi, anh biết là quả này phải kéo rồi. Anh còn quên cắm Marten đẩy lên, xong anh cắm xuống, anh dùng Zephyrus đẩy lên cơ. Khiếp mãi trường gió các bạn khổ thế đấy. 1-2 này. Tần sau tự khắc có, tần sau thiếu gì Tiger, nhà nhiều Tiger lắm. Nhưng bây giờ ấy, là vẫn sửa sai được. Đúng không? Mình là chơi kiểu nó như này này. Mình cứ chơi như này cơ. Đấy. Đúng chưa? Mình chỉ cần như này đủ chữ chết rồi. Chứ cần thì phải quay nhiều làm cái gì ra, mệt ra. Mệt nhau ra. Rồi, này để đây này, đúng chưa? Để đối thủ không nhảy mic này, đối thủ làm gì có mic này. Đấy, có hai con này dùng được hai lần effect luôn, thề. Đối thủ mà nhảy cả spell monster effect được dùng cả hai effect luôn. Chơi hộ luôn. Top lane còn spell kiếp. Lại phải hack top, phải khổ thật. Top lane còn này hơi mệt đấy. Con này rơi xuống mọi thủ hơi mệt đấy, thì thôi không sao. Đây có tanky chứ, đây này không có tanky thì phí ra. Giờ đối thủ nghĩ rồi. Đối thủ nghĩ lâu quá rồi. Chơi bạn ơi, Evil Mac please. Thử Evil Mac xem. Evil Mac là toàn đấy. Cái gì đây? Cắt ở Consonant á. Consonant cái gì? Negate. Làm gì có chuyện ông được rút hai. Bấn 30 trên để trên luôn này. Negate luôn này. Thấy Delta mạnh chưa? Nháy. Ra Apollo ra. Cực kỳ vô đối. Ra Apollo dai là ra đấy nhỉ. Ra Apollo dai ra bao suốt nhỉ. Tại vì họ mà nhảy con tại vì bây giờ họ mà nhảy con gì nhỉ. Họ mà nhảy con Antaritic là đấm chết con Apollo dai của mình đấy. Tớ nghĩ là nên bao suốt đúng không. Tớ nghĩ là nên bao suốt. Tại mình còn Negate Monster mà. Ơ à bao suốt phải lên bằng Effect Monster. Chết rồi. Chết rồi, ấn nhầm rồi, lại ấn nhầm rồi. Thôi mình hãy cho đối thủ cơ hội đi. Các bạn nhỉ. Mình cho đối thủ cơ hội đi. Mình cho đối thủ cơ hội đi. Đánh lỗi quá.
phải lên con bo phải lên bằng effect monster. Alistair à? Ok, vớ vẩn thôi. Ơ sao Alistair mình không gamma được? Sao mình không... À, con này đây rồi. Lỗi quá. Con driver ở đây rồi. Lỗi cực kỳ nhiều luôn. Thôi xin lỗi anh em không nghe. Ván cuối là hơi vui tính quá. Thôi nghịch thế rồi nhá. Nghịch nhiều quá đối thủ ấy. Con này của mình không chết bắt tổ, không chết được cái effect cơ mà. Các bạn, anh em sợ cái gì nhỉ? Ôi, ra con gió đánh nhau với ai? Ra gió con driver của mình xuống à? Anh giả vờ rồi thế thôi, đối thủ nghĩ là mình yếu đúng không? Mình chơi thế thôi. Mình đánh, anh đánh chuẩn bài nhiều quá. Hôm nay anh thử xem là đánh lỗ một tí cho nó vui vui tí mà. Chứ còn thắng deck deck này deck blue eye thắng thì nó cũng chả vui vẻ lắm đúng không? Con này đánh nhau được với ai? Này công, con này của mình có chơi battle đâu, có chơi được cái effect đâu. Tí là toang ngay mà, đúng không? Đẹp chủ đồ to thế. Ừ, 4000 mạnh đấy. Ok. Người thấy mùi toang, mình mới là người toang ấy. Không chơi battle, không chơi được cái effect luôn. Con này Link IP mà, con này bây giờ đang ở đứng nhá. Quay giờ chưa có cách nào để giết con này nhá. Cách duy nhất con này là lên Long Isu với cả Đinh Isu xem ủng mộ nhá. Nhớ đây thủ không phải đeo cớt rồi. Hoặc lên tham thiết video để cái này về top deck. Xong như nào nữa hả bạn ơi? Bạn ra Fiber rồi gì? Văn cũ rồi. Đúng ra là mình phải đeo này đi Link này. Đeo Lambda đi Link này. Tại vì mình đang nào con mình cũng không dùng được con Gamma này. Hơi sai tí. À nhường đối thủ một tí đúng không? Mình nhường đối thủ thôi, không phải sai. Ra cái gì đấy? Ồ ra Quantum cũng kinh phết đấy. Nháy luôn, phải nháy luôn, nháy luôn, nháy luôn, nháy luôn, chết rồi, phải nháy luôn. Con Quantum này bây giờ mà target được nó này. À lúc nào mình chả target được. Đúng không? Nó đấm thì mình hất về thủ đúng không? Em bên phê ok không làm gì cả. Battle phê ông sang thủ đi còn gì nữa. Đây đánh thật nha, đánh thật cho các bạn xem nha, đánh thật này. Sang thủ đi rồi, ra này vẫn vẩn thôi. Cố làm cái gì? Xong cái nào nữa ạ? Không nhào nữa. Không có cái kết nào cho bạn đâu. Em bên phay là phải lật ngay chỉ tay để đi ghét con trứng này nha. Con trứng này lên con rồng là mệt lắm đấy. Ừ, tại là cũng gáy hơi nhiều. Hôm nay đẹp rồi nên cũng gáy hơi sớm. Lên unicorn, ờ đúng rồi, lên unicorn để được bo suốt, đúng rồi. Từ từ đã nhanh thế bạn ơi. Thôi cũng được, cho nháy đi. Nháy đi chắc thì đã đi zone được, có chỉ tay mà. Tại bây giờ con này mà nháy thì nó sẽ gọi ra con rồng bắn ít xeo chắc của mình cũng tương như thế đúng không? Thì thà là mình cứ đi ghét con này cho nó xong. Rồi. Xong ra ngoài đi, mệt quá. Đây. Mỗi tổ mình mất con driver thôi. No. Phí quá. Yes. Con mình còn gì để sớt à? Chả gì để sớt mà. Thế các bạn thấy nhá, các bạn thấy nhá, nãy giờ là tớ giả vờ thôi đúng không? Giả vờ thôi, tớ đã biết cái tình huống nó sẽ xảy ra mà. Tớ đã biết là kiểu gì tốt đích của tớ nó cũng hay mà. Đúng không? Các bạn thấy chưa? Tớ cố tình giữ gamma trên tay nhá. Cố tình giữ gamma trên tay để lấy đồ đi cát đấy. Biết tớ, tớ biết là cái chai rồi. Tính cả rồi. Đấy, Tiger nhá. Game là dễ. Cố tình đấy, cố tình cả thôi. Cắm này. Không hề hên em ạ. Cái này gọi là kỹ năng rồi. À đúng không? Gọi Kadu Trick chuẩn chưa? Làm gì còn target nào hay hơn nữa. Đấy, xong là nháy Kadu Trick này. Biết cái này Kadu Trick làm gì không? Vứt con Tiger trong cái deck này xuống này. Đấy, biết vì sao phải vứt xuống cái deck không? Vứt cho vui thôi mà. Đấy, nháy mắt tên này. Anh bảo rồi, anh đánh deck này hay lắm. Đánh cái này là cực kỳ hay luôn, đánh các bạn thấy tớ chơi như cảm thấy tớ vui vui không?
đánh với cái deck Infinity Negate làm cái gì? Đánh nó mệt người ra. Giờ đến đây tour nhá, giờ đến đây tour biểu diễn nghệ thuật nhá. Thôi nghệ thuật gì nữa, mình thấy hơi nguy hiểm rồi. Đấy, hớt một dân cát. Con này battle quái vật thì return con đấy lên tay này, mệt phết này. Giờ phải xử lý con này cơ. Khá mệt. Thực ra là Apolloza cũng được, đúng không? Cắm xuống lên Apolloza là cũng, nó cũng sắp rồi. Còn 4.000 thôi mà. Theo các bạn nên cho đối thủ một cơ hội không? Theo các bạn nên cho đối thủ một cơ hội không ạ? Cái tầm này mình thắng như là nó cũng... Nhưng mà thôi vì mình đánh đùa nhiều quá nên là mình cũng rất muốn cho đối thủ cơ hội em. Nhưng mà thôi xin lỗi đối thủ nhá. Tại vì tớ còn rất là nhiều người đang xem livestream ấy. Nên là tớ không thể nào mà cho cậu cơ hội nào cả. Bây giờ có thể lên được con Primat Mech này. Vứt con này xuống là xong đúng không? Là cũng được đúng không? Nhá, lên Primat Mech nhá. Hay là Apolloza, lên Apolloza đi. Cho nó oai. Bây giờ chẳng may đang quay nữa thủ ném Nibiru thì sao? Đúng không? Đánh là mình phải chuẩn. Đây, chuẩn chưa? Nên con 1.200 cho nhiều công tội gì nhỉ? Đấy. Chuẩn chưa? Như này là chuẩn nhất, đúng chưa? Đấy. Bắt đầu phê. Đánh vào con này trước này. Ơ chết rồi, lại sai rồi, lại có một tí sai rồi. Lại hơi sai rồi. Lại hơi sai rồi các bạn ạ. Lại nhiều đối thủ rồi. Thế mất 400 này. Các bạn biết đánh sai đâu chưa? Đấy. Thôi không sao, vẫn hết điểm thôi. Vẫn hết điểm thôi. Chết đi. Ơ cái này không được attack này, không hết điểm à? Buồn ghê. Mình không nháy mono suốt đấy. Sao mình không nháy phải cả mono suốt nhỉ? Tại sao lại thế nhỉ? Sao cái chuyện này nó lại xảy ra hả các bạn? Không hiểu, nó không đang hiểu sao nhỉ? Thôi tớ cố tình đấy. Cố tình cả thôi, để không thắng đi. Làm sao không chơi được nhỉ? Sao mới thủ chơi được nhỉ? Sao mới thủ chơi được cái kèo này nhỉ? Kèo Apolloza đứng cạnh em Boros suốt rồi sao mà thắng được nhỉ? Cay. Mãi chăm gió xong mấy lần cái hệ thống nó hỏi là con muốn nhanh effect của Boros suốt không? Mình ấn không. Cho thủ cơ hội đấy. Tại vì bây giờ mà các bạn nghĩ thử, các bạn phân tích thử vấn đề xem. Bây giờ tốt đích của mình hay như thế mà mình lại chơi chuẩn thì đối thủ lại bảo kiểu không có niềm tin ấy. Mình phải cố tình là cho đối thủ nghĩ là mình hen, mình cũng chỉ chơi đến thế thôi. Đủ có hy vọng nhé. Đánh mà mình phải truyền cho nhau hy vọng đúng không? Cầm này. Rồi, cầm lại Blue Eye rồi. À mình nghĩ hết được mà. Này thì cầm lại Blue Eye nè. Cầm lại Blue Eye này, ông cầm lại để ông nhảy con, ông cầm lại để ông định nhảy con ấy gì, ông nhìn nhảy ra tơi tiếp ra gì. Đúng rồi, lúc nãy đúng bài là phải dừng bo suất ấm trước. Nhưng thôi anh giả vờ đấy. Ôi chết. Ôi, sự trở lại của vua rồng. Ok, cũng chưa có gì kinh đâu. Bây giờ nó là 1.000, nó 7.200 mà. Icer, negate Icer là xong. Này rốt. Nó có Icer negate luôn mà. Cố làm gì bạn ơi? Cố làm gì nhỉ? Những nỗ lực trong vô vọng. Tớ cố tình cho cậu top deck đấy. Nhưng mà cậu chơi như này rất là muốn cứu nhưng mà không được nè. Nháy negate. Đấy, đi ghét rồi, rồi sao ạ? Sao anh vô cái xảy ra tay thì kinh. Ừ, bắt đầu phây. Ừ, sợ lắm. Sang thủ đi ông ơi. Cần gì phải hack tốt, nhà thắng sâu rồi. Bây giờ mình thắng đối thủ mới phục này. Bây giờ mình thắng đối thủ mới phục này, đúng không? Ui,
cái tầm này để mà nói mà. Game lại dễ. Kéo này. Đúng chưa? Lần này hứa không đánh lỗi nhá. Lần hứa không đánh lỗi nhá. Thề luôn. Đánh lỗi tắt livestream nhá. Vứt ra mắt ten chuẩn chưa? Đánh lỗi tắt livestream thề luôn. Nháy này. Đẩy tay này, đúng chưa? Tớ là tớ muốn ra Prime Mắt Mách. Nãy ấn nhầm nên là thế bây giờ muốn để một tơ nữa để ra Prime Mắt Mách đúng không? Linh Kuribo ở đâu? Kuribo rồi cũng bị giật hen mà. Cố làm gì? Kuribo cũng bị giật hen thôi. Kuribo nào đây? Xong giờ giật có gì hay thì buồn lắm đấy. Lên Mắt Mách này, đúng chưa? Cực mạnh luôn, chủ bài như này. Tớ muốn giới thiệu các bạn lá bài này thôi. Tớ đang nghiên cứu cái này nháy. 1, 2. Một random card từ hè đến thủ sống mộ này. Phải xuống này. Một monster của chỗ sống mộ đi xuống luôn. Đối thủ là nghĩ là trong mộ là có con rồng. Tớ đánh này là cực kỳ chuẩn. Các ông biết vì sao không? Tại vì đối thủ là đang có con rồng là Blue Eye trong trên sân nhá. Bây giờ tớ mà dùng Broadsword đấm vào con này nhá, thì là họ sẽ ban nick con spell đi để không chết. Đúng không? Đấy, bây giờ thắng dễ chưa? Là muốn hay muốn có đủ cơ hội nữa nhỉ? Thôi, cơ hội nào nữa? Tớ mà cơ hội nữa chắc là các bạn quit hết. Dùng nào đấm cho đẹp nhỉ? Dùng này đấm cho vừa sinh 1000 nhá. Attack này, gì không? Đấy, xong rồi nháy bo suốt bẻ này thân thủ nhá. Trêu tí mà. Đấy, xong bây giờ con này phải đấm này. Đấy. Yết đi. Nãy không nháy, giờ nháy. Rồi. Thắng nhưng anh đánh giả vờ thôi. Game dễ. Rồi. Đùa tí. Chẳng qua là tớ livestream tớ đùa các bạn tí cho vui. Còn những kèo này tớ tính cả rồi. Sắp đặt hết rồi. Đùa mày nhắn tin đấy.